Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Và trong video này ngày hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu về đàn, mà mình do các bạn biết là bên mình thì có rất nhiều đối tượng khách hàng những người mới tập chơi, đã biết chơi và chơi tốt, muốn cái đàn guitar tốt cũng có. Nhưng đa phần là các bạn biết đến bên mình là nhiều bạn là muốn có một cái nơi mua đàn guitar để mới làm quen. Thì khi các bạn bắt đầu làm quen thì các bạn có những câu hỏi, mà tại vì các bạn chưa từng tiếp xúc với đàn, khi các bạn cầm cái đàn có những cái vấn đề mà các bạn tưởng chừng như là lỗi, nhưng thực chất nó không phải là lỗi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video ngắn này thôi để giải thích về một vài cái vấn đề mà tưởng như là lỗi. Có rất nhiều cái các bạn hay bị nhầm tưởng là lỗi nhưng không phải, nhưng mà ngày hôm nay mình chỉ tập trung vào hai cái vấn đề, đó là cái vấn đề phòng cần đàn và thứ hai là vấn đề phòng ở lưng đàn, liệu có phải là lỗi hay không. Thì chắc chắn là không phải là lỗi rồi, nhưng mà tại sao là như vậy? Thì trước khi tiếp tục thì mình muốn nói các bạn, nếu bạn nào đã biết rồi thì chúng ta có thể là không cần phải xem đâu. Vì đây là hoàn toàn những cái rất là cơ bản, vì những bạn mới chơi thì các bạn cần có những sự giải đáp nó thỏa đáng nhất thôi, nên mình mới làm video này đó. Và qua đây thì mình cũng muốn các bạn là nếu bạn còn thấy những cái điều gì bạn tưởng là lỗi thì hãy liên hệ với bên mình nhé. Bây giờ mình đi chi tiết. Đầu tiên về cái phần mặt cần này thì nó phồng lên, thì là các bạn bảo là bị lỗi. Vì hôm vừa rồi có một bạn có nhắn tin bên mình là anh ơi đàn của em bị cong cần. Thì mình bảo ồ cong cần thì hầu hết đàn mình hỏi giá thì bạn bảo đàn này trên đàn 1 triệu SS2 của nhà mình thì tầm 1,5 triệu rồi, thì bảo thế thì có chỉnh cong cần không phải lo. Bảo em chỉnh không thẳng được. Thì bắt đầu hóa ra mình hỏi thì là em mới chụp cho mình biết là thì hóa ra nó bị phồng. Nó bị bạn em mới tả là nó bị cong ngang. Tức là cái phần này nó phồng lên, thì mình hóa ra là em đang hiểu nhầm. Thì ngày nay giải thích là tại sao cái phần này lại làm phồng. Thì các bạn như mình biết là khi mà chúng ta bấm vào bấm pha, chúng ta chơi sau này ấy, ta bấm pha chạm đúng không? Thì ngón tay chúng ta có những cái khe tay này, thì khi cái phần mà nó phồng thì nó giúp ta đẩy lên này rất là tốt, nó đẩy vào những phần khe đấy thì ta chạm nó sẽ chuẩn xác hơn, đúng không? Đó, thì thứ nhất vậy thì vấn đề phồng ở đây không phải là lỗi, mà thực ra thì đàn đắt mới có phồng thôi. Các bạn mua những cái đàn rẻ rẻ là cũng rất là khó để tìm phồng đấy. Và tất nhiên phồng ở đây nó rất là đều, bạn nhìn thấy không? Đó. Vấn đề thứ hai phồng ở đằng sau lưng. Liên quan đến vấn đề phồng này thì mình cũng phải nói một chút ở phồng ở phần thùng đàn. Tức là nếu mà cái đàn của bạn phồng ở phần trước nhé thì là bị lỗi đấy, thật đấy. Còn tại vì sao? Vì là khi mà các bạn hình dung này, cái dây nó căng, nó lôi cái phần cắn ngựa này vào thì nó làm phần này cao lên, phần thấp xuống là lỗi, đúng là lỗi thật. Còn tuy nhiên ở phần sau này thì mình giải thích như sau. Các bạn hãy cầm cái đàn các bạn lên, bởi vì cái đàn này của mình soi bên trong nó không rõ, các bạn nhìn. Các bạn hãy cầm cái đàn lên, các bạn sẽ để ý thấy cái thanh ngang ở bên trong cái đàn, đúng không? Các bạn để ý thấy là nó làm cong xuống dưới, phần trên thẳng nhá, xong phần dưới cong như này. Đó, các bạn để ý thấy. Thì để làm gì? Thì như vậy là khi cái thùng mà nó gắn vào cái cong như vậy là đây một sự, cái cong có chủ đích để làm cho cái hộp cộng hưởng nó trở nên tốt hơn. Giống như là mình có một hình ảnh các bạn dễ tưởng tượng, nó là cái nhà hát opera đấy, nhà hát Sydney đó. Đấy, nhà hát opera Sydney thì nó làm mái vòm. Thì như vậy là đấy, đơn giản các bạn hiểu thế thôi, chứ còn thực ra này cũng không cần đi quá chi tiết. Và khi mà cái đàn các bạn càng cong một cách rất là kiểu gọi là như nào, nó tinh tế thì là đàn xịn. Còn những cong kiểu những đàn tầm, nếu mà như các bạn nghe FS2 thì nó sẽ chưa cong đẹp lắm đâu, nó cong vừa vừa thôi. Đó. Vậy là hai vấn đề về cong là chúng ta thấy là đây là không phải vấn đề lỗi. Thì qua đây là mình muốn tâm tình với các bạn là khi chúng ta mua những cái đàn mới và thấy có những vấn đề gì thì đừng vội nói nó là lỗi, đúng không ạ? Đừng vội nói là lỗi ngay, mà hãy hỏi lại cái người bán hàng để các bạn ấy giải quyết cho chúng ta. Đặc biệt là nhiều vấn đề bạn là hay bị kiểu rè phím các thứ ấy, thì có thể mình sẽ làm một video khác để nói về vấn đề này. Đây cũng không có những cái đúng là rè thì là lỗi, nhưng có những cái là do người dùng thôi. Chúng ta đánh chưa chuẩn hay là một cách tiếp xúc nào đó nó chưa chuẩn thì chúng ta cảm giác nghĩ là lỗi nhưng không phải đâu. Thì cái này chắc là phải video khác mình làm, vì ngày hôm nay mình chỉ nói về hai vấn đề cái phòng cần và phòng thùng thôi. Ok chưa? Đó. Khi gặp vấn đề bất kỳ câu hỏi gì, các bạn hãy liên hệ cho bên mình qua số điện thoại 0936 984 989 hoặc 097 135 3332. Cơ sở chính bên mình luôn có người sửa đàn cho các bạn, 233, số nhà 233 đường Hoàng Công Chất, gần chỗ cầu Diễn, Nghĩa Trang Mai Dịch, bến xe Mỹ Đình, đấy quanh mấy khu vực đấy các bạn có thể tìm xem để xem bản đồ đến tận nơi.
Ok chưa? Và bạn nào mà muốn chụp hình ảnh qua xem các cái lỗi nó phải lỗi không thì có thể gửi qua Facebook cho mình là Nam David Trần. Nam cách David cách Trần, viết kiểu tiếng Anh không có dấu gì cả, là sẽ ra Facebook của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.